Được mở cách đây 3 năm, hiệu sách gia đình Siami đã trở nên quen thuộc với các cô dâu Việt và các lao động Việt sinh sống học tập ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Nhiều người đã quen miệng gọi bằng cái tên trìu mến là hiệu sách hy vọng. Không có những nơi mà có thư viện sách hoặc là giải trí cho chị em tân di dân, nhiều khi rất buồn, cho nên là có rất nhiều nơi, có rất nhiều hiệu sách như ở đây để cho chị em đến để thư giãn, để tìm hiểu văn hóa của chính đất nước mình để truyền đạt cho con cái ở bên Đài Loan. Khi mà có một cái nơi này thì chúng tôi rất là thích. Tại vì là chúng tôi có thể dẫn các con đến vào những ngày cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật, là tôi thường đến đây để cho các con đọc sách, để tìm hiểu về cái văn hóa Việt Nam của mình. Hiệu sách Siami nằm ở một khu phố tập trung đông người Việt tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc, với diện tích chỉ vài chục mét vuông. Tại đây có khá nhiều đầu sách Việt Nam các loại, từ văn học, chính trị tới tôn giáo, ẩm thực, v.v. mang đậm văn hóa Việt. Tất cả sách có được, phần lớn đều được tặng hoặc quyên góp lại. Chúng tôi mở hiệu sách này với mong muốn đem lại chút chia sẻ tinh thần, cảm giác thân thuộc đối với những người dân Việt Nam xa xứ đang sinh sống tại Đài Loan. Khi đến đây, họ không phải mất tiền mua sách, họ được đọc miễn phí. Rất nhiều cô dâu Việt Nam và các lao động Việt đã tới đây mượn sách. Họ đều vui và cảm thấy bớt cô đơn trên xứ người. Ngoài trưng bày sách đọc miễn phí vào 2 ngày cuối tuần, hiệu sách Siami còn tổ chức dạy tiếng Việt miễn phí cho con em của các cô dâu Việt lấy chồng tại Đài Loan. Ngoài ra, hàng tháng còn tổ chức cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Việt qua những bộ truyện dân gian nhằm giúp con em các cô dâu Việt luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.